Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm máy sát nghiền đa năng TF555. Chiếc máy này có hai chức năng là sát gạo và nghiền bột. Máy sử dụng động cơ một pha 220V, có công suất là 3 kW, tốc độ vòng quay là 2.900 vòng trên phút. Sau đây là một số chi tiết của máy. Đây là phễu chứa thóc, hộp nghiền, đầu chà trắng, núm canh chỉnh độ trắng của gạo, sàng rung, đầu ra của tấm, đầu ra của trấu, hộp nghiền, phễu chứa nguyên liệu để nghiền, tấm ốp bảo vệ dây cura. Chúng ta cho thóc vào trong phễu chứa nguyên liệu. Sau đó sẽ cấp nguồn điện cho máy. Tiếp đến ta mở cho nguyên liệu xuống sàng sát. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Đây chúng ta sẽ coi cám ra như thế nào. Máy sát nghiền TF555 có công suất từ 30 đến 50 kg trên 1 giờ, rất phù hợp cho hộ gia đình. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Vũ Tàu Hòa, quận Tân Phú hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.